Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ký ban hành chỉ thị về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, phường xã và các cơ quan đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chấp hành nghiêm túc các quy định nghỉ Tết của nhà nước, có kế hoạch trực lãnh đạo và trực bảo vệ trong dịp Tết, kịp thời xử lý giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, không tổ chức thăm chúc Tết các địa phương đơn vị, nghiêm cấm dưới mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên, không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội vui chơi trong dịp Tết, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống COVID-19, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19.